Hello, xin chào anh em ha. Hôm nay thì quay trở lại với anh em thì trước mặt anh em là một cái amply. Thì anh em nào theo dõi video mình thì cũng đã biết là cái này là mình lúc trước mình nhận đồ cho khách hàng á. Là mà bây giờ nó bị hư. Để cắm dây nguồn vào. Rồi bật công tắc lên nè, tắt này chứ rồi quên chưa gì cái thay cho như rồi nữa rồi bật tắt lên. Anh em thấy bóng đèn bên bon nguồn sáng nha. Rồi vậy lấy đóng rồi, nhưng mà anh em rồi anh em mở lên nè. Rồi thì nó bị cái tình trạng là cái lo nó khẹt 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 vậy đó ha. Rồi nó lúc thì nó thụt ra thụt vô cái lo ha. Trước tiên thì mình sẽ kiểm tra nè, thì cũng kiểm tra phần ga lo ha, để thang 50V. Thì hiện tại thì chưa biết nó bị cái bệnh gì thì mình phải kiểm tra từ đầu đuôi thôi. Ta tháo dây lo ra rồi thì bật tắt lên nguồn lên nè, rồi thì đây đóng ha, rồi đo ngay cái chạm lo nè, đổi ngược lại thì không có điện một chiều ra ha. Này này thì đây đây không không có điện một chiều ra ha, chứng chứng tỏ là cái công suất chạy tốt ha. Thì tại vì sao mà công suất nó chạy tốt, tại vì nếu mà bị công suất mà bị lọt áp á thì nó sẽ ra cái thì nó sẽ ra nguồn DC liền. Còn cái này nó hoàn toàn không bị lạc áp. Cái thứ hai nữa, các bạn sẽ đo xem cái nguồn mà cấp cho cái phần công suất có hay không. Đây thì mình đo ngay hai cái chân của cái... đây đo ngay hai cái lưng của con thúc nè ha, thì điện áp lên có ha. Mình đang để là thang đo 250V ha, một chiều. Rồi thì vậy là chứng tỏ điện áp có, thì chỉ còn lại là phần 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 rì phần trước ha, nó bị bụp và cái phần nguồn cấp cho rì ha. Thì ở đây trước trước tiên thì mình sẽ kiểm tra cái nguồn mà cấp cho mặt gì ha. Đây anh em xem thì mình có hàng cái dây bớt nè, rút ra ha. Đây xong rồi mình lấy một cái bớt ba mình ghim vào, rồi thì mình sẽ kiểm tra cái nguồn ha. Đây cái đồng hồ nó bằng nhựa thì để vòng vòng cũng không thành vấn đề ha. Đây cho anh em đo hai cái đầu này ha. Đây xin lỗi, để thang 50V cho nó dễ nhìn xíu ha. Này đèn lát nó gọi ngay có thể nó hơi bị chá rồi ha. Đây đo ha, đổi ngược về lại nè. Cái này em thấy nó lên tầm 40V luôn ha. Thì có nghĩa là nó đã bị hư cái nguồn, nó đã bị hư cái nguồn cấp cho gì ha. Tại vì nguồn cấp cho gì thì cộng cho 15 nó chỉ ra 30 thôi, này lên 40 thì
Đây trở lại với phần nguồn thì mình có một cái video mà hướng dẫn riêng về mà sửa về cái bộ nguồn này ha, thì anh em nhòm vô thấy hai gener hai con kéo chồng ha. Thì giờ trước tiên rút chu nguồn ra đi đây. Rồi thì mình mở cái bo nguồn lên, mình kiểm tra hai gener ha. Chắc chắn là phải bị hai gener thôi, tại vì hai gener nó ghim áp mà nó ra 40V thì chắc chắn rồi. Đây mình hỏi cái chân nó ra ha. Đây thì mình hở ra nè. Nào. Thì cái này vừa làm vừa quay nó cũng hơi khó ha, thì anh em chịu khó quan sát xíu để phóng to lên. Mình hở hai gener ra rồi mình anh em thấy rõ dùng cái đồng hồ để về thằng x, để thằng x1 đo riót. Kim lên ha, đảo ngược que lại, kim lên ha, lại vẫn đi chết rồi đó, kim lên, đảo ngược que lại, kim lên luôn, ha, thì giờ chết hai gen nơ, thì giờ thay thử vô hai gen nơ ha, nếu mà hai cha to kéo dòng chết luôn á thì áp nó ra cũng không ổn luôn, thì cấp đó mình sẽ tính sau, bây giờ thay hai gen nơ trước thử xem. Thì hai nhân nơ cũng không mắc cái tiền lắm, thay mà có lỡ chết nữa cũng không thành vấn đề ha. Mình đây có chuẩn bị hai gener mà hai nhỏ hơn con đó ha, thì cứ thay vào.
Này mình vừa quay mình sửa như là trực tiếp luôn ha, tại vì thấy này không có gì mà lâu hết, mình không có ngân vi đeo. Rồi ha, để vô. Ăn ngay đầu óc ngon lành đàng hoàng ha. Còn riêng cái chua nguồn vô. Rồi, để đồng hồ giờ thang 50 nè. Này, dây dây nguồn ha. Rồi, đây. Đây các anh em xem. Vẫn, nó vẫn còn lọt ha. Rồi mình kiểm tra tiếp. Kiểm tra tiếp hai con kéo dòng cho nó. Rồi thì mình đã thay một cái con bên đây ha, cái con trang to nghịch đó. Rồi mình đo lại cho anh em xem thử anh sao. Mình thay lúc mình thay mình có ngưng video lại. Rồi thì giá không có áp ha. Đây nó có áp yếu quá. Rồi ra áp yếu quá ha, mình thay cái con còn lại luôn thử xem sao ha. Nên mình ngưng video xíu. Rồi thì đây là mình đã thay xong hai dây nơ và hai con kéo, hai con chanh to kéo vòng luôn luôn ha. Rồi giờ đo lại thử ha. Giờ cái mình ghim điện vào ha. Rồi, cho đo thử ha. Này. Ha. Lên 30 V ha. Bây giờ mình đo lại từng vế ha. Này. Rồi gần 15 V ha. Rồi tới tới vế bên ở ngoài này ha. Này. Ha. Nên nguồn ok ha. Rồi rút này ra. Cắm vô bo mắt rồi. Rồi. Gắn dây lo vô ha.
Rồi, có nghe tín hiệu ha. Rồi đây dặn volume lớn lên. Rồi ha, tín hiệu tốt ha. Nghe hì hì là chạy ok đó. Vậy bệnh đơn giản vậy thôi. Thì tới đây video kết thúc ha. Xin chào anh em, thì anh em có thắc mắc gì thì để bình luận lại bên dưới mình xin trả lời ha. Thì hôm nay thì sức khỏe cũng không được tốt, nói chuyện không lớn lắm, anh em thông cảm ha. Thì đây cũng là một trong những cái bệnh mà nếu mà anh em không có quen thì sẽ không có cái hướng để mình sửa. Thì trước tiên vào cứ xác định nguồn trước ha, sau đó là tới mấy thứ linh tinh vòng vòng thôi. Rồi xin chào tạm biệt anh em.